Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được gặp nhau ở tại cái thời gian và địa điểm như thế này. Chúng ta ở trong một ngôi chùa có tên là Diệu Đế. Diệu Đế tức là những điều chân thật, mầu nhiệm, gọi là Diệu Đế. Chữ diệu là vi diệu, mầu nhiệm. Chữ đế là chân lý, là lẽ thật, gọi là Diệu Đế là vậy đó. Nếu mà mình học Phật á, nếu mà mình học Phật mà mình không có hiểu được và mình không sống được với Diệu Đế đó thì coi như cuộc đời mình khổ. Bởi vì cái gì là diệu mà cái gì là đế, và cái gì gọi là Diệu Đế. Ví dụ như quý vị thấy chùa bên để cái chuông, bên để cái mõ, hai cái phải không? Bông trưng hai bình, trái cây trưng hai dĩa. Cái gì nó cũng rất là cân xứng. Và lý do nào nó cần phải được trưng bày một cách cân xứng như vậy? Chính là Diệu Đế. Bởi vì một bên là tục đế, một bên là chân đế. Mà nếu người nào mà ứng xử trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời này mà không có thẩm thấu được, không có nương tựa tục đế, không có nương tựa tục đế để thấu đáo chân đế, thì người đó không thể thấy Niết Bàn, không thể đến Niết Bàn, không nếm được hương vị của Niết Bàn. Nói một cách khác, người nào không nương tựa tục đế, không sống được với chân đế thì người đó không có an vui. Vì Niết Bàn nghĩa là an vui. Niết Bàn không phải là cái chỗ, cái nơi để đợi chết mới tới. Niết Bàn nghĩa là khi tâm mình vắng những khổ đau phiền não. Và nói cho cùng thì hàng ngày chúng ta sống trong cuộc đời này, từ sáng tới tối chúng ta chưa rời tục đế. Nhưng mà tại vì chúng ta sống với tục đế mà chúng ta không lấy cái chân đế thì chúng ta ôm được cái tục đế, cho nên khổ đau vẫn là đau khổ. Bây giờ tục đế là gì? Tục á, là thế tục, là thế gian, là những cái phong tục tập quán bình thường của con người mà đã được chấp nhận. Ví dụ đối với chân đế, đối với chân đế mà lấy cái nhìn của chân đế mà nhìn á, vợ chồng là một nùi khổ đau. Nếu mà lấy cái chân đế mà nhìn á, nói thương nói yêu vậy chứ không có thương yêu gì thiệt sự hết. Nếu mà lấy chân đế mà nhìn, tại vì còn thương người đó, còn lo cho mình thương lại, chẳng qua là qua lại. Rồi thử bây giờ mà đi tới chỗ nào mà gặp người khác chiêu chuộng hơn, quên người cũ. Mới tháng rồi để còn mang nồng, tháng sau đã thay đổi. Nếu mà lấy cái chân đế mà nhìn. Nhưng bây giờ mình cất cái đó qua bên, mình nó tục đế cái đó. Những cái gì trong cuộc đời này có người chấp nhận, ví dụ như nam nữ thương nhau làm lễ đám cưới là tục đế đó. Rồi phải có con, tục đế đó. Đi chợ phải trả tiền, mà tiền là gì? Tờ giấy thôi, nhưng mà nó được xác định giá trị cho nên nó có giá trị. Còn tiền mà chưa có in ấn của chính phủ ra xác định cái này có giá trị thì là tiền giả, mặc dù in giống hệt đó. In giống hệt đó, nhưng mà nó chưa qua cái hệ thống máy móc kiểm duyệt là chứng nhận gì của chính phủ thì chúng ta kêu là tiền giả, chứ thực sự là tiền cũng là tờ giấy thôi. Rồi tiền đồng, tiền cắt, nó cũng là đồng chi vậy thôi. Nhưng mà hãy cái gì thế gian chính phủ xác định nó thì cái đó gọi là có giá trị. Thì cái gì mà thế gian chúng ta đang làm đây nè mà được tất cả mọi người chấp nhận là tục đế. Ví dụ như hôm nay theo cái lễ của Á Đông mình, hôm nay là mùng 5 tháng 5,
phải vậy không? Hôm nay mùng 5 tháng 5 mà chúng ta gọi là Tết gì? Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ. Chữ Đoan nghĩa là gì? Chữ Đoan nghĩa là bắt đầu. Chữ Đoan nghĩa là bắt đầu. Chữ Ngọ nghĩa là buổi trưa. Tết Đoan Ngọ là cái lễ này nó chính thức nó bắt đầu vào buổi trưa, cho nên người ta đúng 12 giờ trưa người ta ra người ta phơi nắng. Đúng không? Có không? Ở Việt Nam có phơi nắng mà thậm chí có nhiều người còn mang quần áo để ra ngoài trời phơi nữa. Vì người ta quan điểm rằng cái nắng của cái Tết Đoan Ngọ đó đúng ngay cái giờ đó đó, ngay cái giờ 12 giờ là ngọ nhưng mà đoan, tức là bước vào cái giờ phút của buổi trưa đó ra phơi nắng để chi? Đón ánh mặt trời của cái mới đó. Cho nên Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Dương là mặt trời, nguyệt là bữa ban đêm. Cho nên Tết Đoan Ngọ còn có một cái tên là Tết Đoan Dương, là giờ phút đó mình đón cái ánh nắng. Và ngày đó ai cũng ăn bánh uống nước cho hết. Ở đây mình ăn hết chưa? Có đâu ăn. Người Việt mình cũng có cái tục gọi là Tết mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Người Hoa cũng có cái lễ đó. Người Việt mình ở dưới quê ta còn xài một cái từ rất là bình thường, đó là gì? Ngày diệt trùng, ngày diệt sâu. Việt Nam mình ngày xưa Tết Đoan Ngọ còn có cái tên gọi là ngày diệt sâu bọ. Vì bắt đầu mùa thì người ta bị mấy con đó, cho nên là người ta cúng để mà coi như là đừng cho đo nó phá mùa phá màng người ta. Cho nên cái ngày đó ta cúng để ta cầu nguyện, cho nên gọi là diệt. Diệt không có nghĩa là mình đi kiếm cái thuốc mình giết nó, không? Nhưng mà mình coi như mình bày tỏ mình cái sự cầu nguyện của mình để cho một năm mình được trúng mùa, bắt đầu làm tốt, không có bị sâu bọ. Vậy thì cái Đoan Ngọ đó đó, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như cái lễ Đoan Ngọ này nó khác gì với những ngày không phải Đoan Ngọ không? Có khác không? Cũng bình thường thôi. Mỗi người cũng thức dậy cũng phải rửa mặt, rồi cũng phải đánh răng, cũng phải đi làm, nói chung hệt vậy. Thì cái chân đế là cái cách sống của mình, còn tục đế là mình tùy thuận theo phong tục tập quán thế gian. Ở chùa mình á không có Tết. Tết là Tết của dân tộc Việt Nam, đâu liên hệ gì tới đạo Phật nếu nói về phân tích. Nhưng mà đạo Phật đi tới đâu đều có thể hội nhập được với văn hóa, với phong tục tập quán của đất nước đó. Cho nên chúng ta bưng nguyên cái Tết vô chùa. Và bởi vì Đức Phật Di Lặc là một vị Phật tượng trưng cho hạnh hoan hỷ vui vẻ, cho nên mình mời Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng 1 Tết để biểu tượng ngày vui của năm mới. Và chúng ta đã gọi ngày đó là gì? Mừng Xuân Di Lặc. Mùa xuân này không phải là mùa xuân bình thường của thế gian nữa. Bây giờ là một mùa xuân của người sống với cái hạnh hoan hỷ. Người nào sống hoan hỷ là người đó có mùa xuân. Cho nên người nào mà cả ngày không cười, nói trời anh làm gì mà nhìn không có mùa xuân. Vậy thì đâu phải Tết mới có mùa xuân, phải không? Ngày nào mình cũng có mùa xuân. Mình sống trong tục đế nhưng mình vận dụng chân đế, mình ôm nó. Ví dụ quý vị cúng tổ tiên, thờ ông bà tổ tiên là tục đế, phong tục tập quán mà. Ông bà chết mình thờ, bởi vì theo xưa là khi ông bà còn sống mình phụng dưỡng, khi ông bà cha mẹ qua đời mình kính thờ. Để chi? Để không bao giờ mất gốc rễ, không bao giờ mình mất cội mất nguồn, quên tổ quên tông. Cho nên chùa cũng tùy thuận cái phong tục đó. Nếu không có cái vụ mà cúng bái thờ phượng, chắc năm mình đi chùa mùng 1 Tết.
Nhưng mà giờ nhờ tôi có thờ ông bà tôi ở chùa, cho nên lâu lâu hay là mỗi tuần tôi đi tới chùa. Vậy thì nhờ cái phong tục đó, cái tục đế đó đó, mà đưa mình về chùa sống được với chân đế là nghe lý, nghe đạo lý. Bây giờ đại chúng lấy cái nhìn của chân đế, đại chúng nhìn tất cả mọi sự việc. Thôi kệ, các pháp nương nhau, các pháp nương nhau. Đấy, ví dụ như bây giờ cái hoa này nè, mình cắt nó ra mình chưng, nhưng mà nếu mà hoa không mà không có lá thì đâu có đẹp. Cho nên lá là một pháp, hoa đẹp là một pháp, lá hoa nó tương với nhau để cho nó đẹp. Nhờ lá mà làm cho hoa đẹp, nhờ hoa mà làm cho lá đẹp. Nếu mà hoa đứng mình, thấy hoa không không có lá, lá đứng mình, lá không có hoa, phải không? Cho nên hoa lá phải có mặt. Cái thứ hai nữa, nếu như mà một cái bình hoa này mà trắng tươi, mình nó trời ơi chừng gì như đám tang vậy. Thế gian ta nhìn mà phải chệm vào. Màu trắng đi với màu đỏ nổi nè, trắng đi với vàng đẹp nè, phải không? Cho mình chen vô đó, các pháp nương nhau. Vậy thì đại chúng thấy rồi, mình sống mình có nương nhau không? Nương nhau hết. Mình sống là mình nương nhau hết, không có nhau là mình chết. Cho nên không bao giờ mình nói rằng tôi đã độc lập, mình không có. Ví dụ cái bàn này á, mà không có cái tấm vải này trải thì nhìn bàn nó trụi quá. Có tấm bàn vô giống như cái mặt mà có cái chân mài vậy đó. Nhìn coi nó được một chút. Để thì cũng được, không ai nói gì đâu. Nhưng mà có thì nó đẹp hơn. Cái mặt mình để vậy ra đường có ai nói gì đâu, mình trét một chút lên cho coi cho nó được. Tục đế mà. Nếu mà nói chân đế á, cái chân đế là mình có để cái gì lên, già nó vẫn già, nhăn nó vẫn nhăn. Nhưng mà chân đế là vậy, nhưng mà cuộc sống phải có tục đế. Cho đại chúng nhớ là diệu là vi diệu, đế là lẽ thật. Mà trong cái tục này á, nó có ba ý nghĩa. Chữ tục nó có ba nghĩa. Một là hư giả vì vô minh. Thứ hai là tất cả hiện hữu là do nhân duyên. Đây nè, Pháp Hòa nói bây giờ tục đế ha. Cái hoa này có phải giả không? Giả mà. Mình kêu là hoa thiệt đúng không? Nhưng mà cái thiệt là tại mình nói vậy thôi, chứ còn 10 ngày sau nó cũng chết mà. Nếu mà nó thiệt thì nó đâu có chết. Nó giả cho nên chết. Thân này giả hay thiệt? Giả. Nhéo biết đau kêu thiệt, chứ thiệt sự ra hết chút một tiếng sau nó hết. Mà thậm chí đang đau vậy đó, nhéo cái đau vậy đó, mà người đó đưa tay vô, thôi tôi xin lỗi mà hết liền. Đang đau nhưng mà hết giận. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là thật đó, nó cũng là cái thật, đó là giả thật. Chứ còn nhìn thật với cái chân đế mà nhìn giả. Vậy thì chữ tục nghĩa là một á, cái nghĩa chữ tục á nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tất cả là hư giả. Cái thứ hai là tất cả đều là do hiện hữu, đều là do duyên. Đấy. Nếu cái hạt hoa cúc không có nước sao nó sống, sao nó mọc? Không có đất sao nó mọc? Không có mặt trời chiếu nắng sao nó lên cây? Cho nên cái hoa này nó nhờ nước, nhờ đất, nhờ nắng. Vậy thì chính vì vậy cho nên nó giả. Nó nương nhau mà. Pháp Hòa đi Mỹ nhiều lắm, nhưng mà trong đầu Pháp Hòa là không có biết cái tiểu bang nào nó gần tiểu bang nào, nó không có biết. Nếu mà Pháp Hòa mà biết là Alabama và cái chỗ mà sắp đi giảng này mà nó sát ở đây á, là mình đã liên lạc mình đi qua đây rồi. Không biết, nhưng mà may sao quý sư cô ở đây liên lạc được với thầy trụ trì chùa Liên Trì. Cho nên thầy trụ trì mới liên lạc, nói giờ mấy sư cô mà cái chùa mà thầy hứa cả chục năm nay thầy không tới. Đâu vậy hả? Thôi đúng lúc quá, thôi để vô chương trình. Thì quý vị thấy không, nếu cái duyên Pháp Hòa hôm qua bên đó thì làm gì có cái duyên hôm nay.
Vậy thì tất cả là duyên. Và thí dụ chính là cái duyên mình tạo, đúng không? Là mình sống theo cái phong tục với mình thuận theo vậy đó. Sẵn về này thôi cho tôi kia, sẵn kia cho tôi nọ. Mình hay sẵn lắm không? Anh sẵn đứng đó lấy tôi cái này. Anh ta, chị sẵn nấu cơm cho tôi ké. Sẵn mà. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Nhà Phật gọi là duyên, nó tạo nên duyên. Trong duyên này, nó nhờ duyên này mà nó tạo ra những cái duyên khác. Có nhiều người á, đi đám cưới bạn, đi ăn đám cưới của người bạn, vô đó mới gặp được cái cô mình thương. Rồi tới hồi đám cưới nhà hỏi anh chị sao biết, cho tôi đâu quen đâu, tôi đi đám cưới người bạn. Rồi tôi cũng đi đám cưới, hai người gặp nhau trong một đám cưới đó. Thậm chí đi đám tang, thậm chí đi đâu chơi đó, rồi gặp nhau, duyên hết. Vậy thì cái gì mà thế gian này người ta chấp nhận, chúng ta gọi là tục đế. Còn cái chân đế là gì? Là lẽ thật của nó, là nhìn vô tất cả là duyên, là tạm. Mình nương theo nó, mình sống, nhưng mà không có khổ với nó nếu nó phải rã. Thậm chí hôm nay quý vị tạo duyên cho Hòa đến. Nhưng bây giờ máy bay của Hòa nó delay, nó không tới được. Đâu phải Hòa muốn đâu. Nghe nó hôm qua, hồi sáng hôm qua gì ở đây mưa bão gì nữa đó. Ví dụ Hòa tới Houston rồi, chuẩn bị connect qua đây mà ở đây có bão, họ không cho vô, thì cũng vậy thôi. Rồi ví dụ bây giờ Pháp Hòa tới hôm trước khi mà bão, tới chùa đây ở trong này rồi mà tại vì bão quý vị cũng đâu dám đi. Nó thôi đừng gì đi gặp ổng cái má công, không thôi không sao, ở nhà nghe YouTube cũng được. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không, mình cố gắng mình làm việc đó mà không được, cũng cứ nhẹ nhàng. Vì mình chân đế là gì? Tất cả là tạm. Tất cả là tạm. Cuộc sống này á, tục đế đầy dẫy hết, từ sáng tới tối. Gặp nhau cái chào anh, chào chị là tục đế thôi. Tại vì thế gian gặp nhau phải chào, không chào người ta giận. Ăn cơm người đó no rồi, biết họ ăn rồi, nhưng mà lịch sự ăn cũng phải mời một tiếng, tục đế đó. Không rồi người ta buồn. Nhưng mà lỡ ví dụ như á, mà người ta có quên mình á, thì mình lấy chân đế rồi mình sống. Theo lẽ nó phải mời tôi đó, mà thôi kệ, chắc nó không thấy tôi, giận chi. Chân đế ra cái hết khổ hết buồn. Mà hãy chân đế mà có mặt được vậy, nó ôm được cái tục đế mà mình expect, mình nghĩ là nó, họ phải mời mình, mà mình có chân đế mình ứng dụng ra rồi thì sống nhẹ nhàng là thấy niết bàn, phải không? Hồi nãy qua nói đó, trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào không có sống cuộc đời này mà không nương vô tục đế, mình phải nương tục đế, phải không? Nương tục đế mà sống để thấy được chân đế. Mà người không thấy được chân đế thì người đó không thể tới được niết bàn, không có được niết bàn. Thì niết bàn là gì? Là niềm vui. Niết bàn là niềm vui, còn chân đế là những cái nhìn thấu triệt. Còn tục đế là những cái chúng ta nương trong cuộc sống mà sống. Để chúng nhớ phải thôi. Mà cuộc đời này á, nếu mà nói theo gọi là tứ đế của Đức, hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế à. Nhị đế là tục đế và chân đế. Chân đế nó còn được gọi là đệ nhất đế hay là thánh đế. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó nó mới làm cho mình thoát ly dính mắc chấp trước, vượt khổ đạo. Mà con người mình sợ gì khổ là vì sao? Vì chấp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thật ra con người, nếu nói cho cùng á, là chúng ta vô ngã, không có mình, không có thật. Thế nên mình ví dụ mình nói ha, cái điều đó tôi biết, cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết, đúng không? Nhưng mà suy cho cùng cái biết đó ai cho mình? Toàn là gom của người khác, lượm lặt của người khác, bỏ vô cái bản thân mình, cái đầu mình để gọi là tôi biết. Thành thử đến nói cho cùng,
cái biết của mình là lo lộn chứ có gì của mình đâu. À, không có của mình thì làm gì, mình còn không có thì làm gì cái có của mình. À, mà thấy được vậy gọi là vô ngã. Ví dụ như người ta nói cái đứa đó là vợ tôi, chồng tôi, thiệt không? Thật vậy không? Nói vậy thôi chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa. Mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình. Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi. Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời, hai là không còn thương nữa, cái tự nhiên cái của mình vậy nó không phải là của mình nữa. Vậy thì cái, rồi quý vị thấy tiền á, dặm túi mình là của mình phải không? Đi ra chợ mua đó 5 đồng, móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình á, là chúng ta gọi theo tục đế đó. Còn chân đế là không có cái gì của mình hết. Ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình. Nghĩ cho cùng có của mình gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở, mình nằm chết ở của mình nữa không? Của nhà hoàng. Lúc sống giành dữ lắm, mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ. Thậm chí mà lúc mà khổ, lúc mà thương, nhìn đắm đuối vậy. Tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất rồi, thôi thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn đâu. Có nhiều người đâu có dám vô nhìn. Rồi có nhiều người đi đám tang rồi bất đắc dĩ bạn bè thân thiết phải đi, chứ đi vô nhắm mắt đi ngang nhìn vậy thôi, chứ tưởng đâu lên có nhìn, chứ thiệt sự đi tới đó xuống cuối cuối vậy này. Tưởng đâu mình thành kính lắm phải không, mà thiệt sự đang sợ đó. Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết. Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng, từ tóc, tai, răng, móng, bản thân mình đây chẳng của mình, mà ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết. Ví dụ như mình có đứa con gái mà con tôi, nhưng mà một khi mà nó gả qua cho gia đình người khác đó, thì người ta kêu là con già đó chứ đâu phải của mình. Trong cái đầu mình còn đang nghĩ giờ nữ sanh ngoại tộc, con gái là con nhà người khác, tại nó đâu có sống với mình. Mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn để mình cho nó làm vợ, làm dâu gia đình người khác, thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi, là nữ sanh ngoại tộc. Thậm chí người ta còn bày theo cái tục đó, là con gái mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết đó, mà về nhà mà để tang là đội cái khăn đó, là phải phủ mặt xuống chứ không cho kéo bẻ cái miếng tang đó lên. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ, cho nên tôi xấu hổ, bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang, tôi xấu hổ lắm, tôi phải che mặt lại. Hồi xưa mai cái mấn mà cái khăn nó chùm lên đầu người con gái là phải phủ cái mặt xuống. Nhưng mà nếu người con dâu á, bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện, tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này. Tục đế hết, ai biết mình là ai đâu, nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu, phủ cái đó xuống kêu con gái, vậy thôi. Rồi hãy đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại, chấm xanh là kêu cháu nội, chấm vàng là kêu cháu chắc, mà chấm nào cũng chết chắc. Phong tục mà, tục đế phải không? Và chân đế mà nhìn là gì? Tạm hết. Tạm hết, cái khăn nóng nói lên gì hết á. Nhưng mà không có không được. Không có không được, phải không? Không có không được. Thật sự bây giờ mình có để tang 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm đó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm, rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ, vừa hạ nguyệt xuống cái lột dục xuống luôn, xong. Rồi nếu mình nhìn vô cái phong tục đâu có được, phải để tang đủ 49 ngày ít nhất. Vì cái đó là phong tục. Còn chân đế mà nhìn đó, tâm tang mới quan trọng. Cái tâm tang mới quan trọng, còn cái tang gì là hình tượng. Nhưng mà không có không được, vì đó là phong tục.
mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, ăn cơm bằng đũa, cho nên cúng phải có để đôi đũa lên đó. Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa hơn chi? Ấn Độ ăn bóc mà. Không lẽ giờ cúng như người Ấn Độ cũng đem ba đôi đũa lên để? Mà nếu có để cũng không sao, vì phong tục mình ăn gì cúng đây. Đa số là cúng toàn mấy món mình thích. Cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba chứ nhìn bàn thờ này năm thích nè, bảy thích nè, chồng tôi thích nè, con tôi thích nè, chứ không có ông bà thích món gì chứ. Đi chợ mua một cái nải chuối rất là xanh đẹp, đem về để bàn Phật mà hãy chín cái là đem xuống liền. Mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa, coi trái nào chín. Tụng kinh mà ngó, nhất là lúc mà niệm Phật á, niệm Phật là khỏi cần phải nhìn chữ, nhìn kinh phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Vừa dứt kinh cái trái này chín à. Rồi mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để vú trái cây cho mình vậy. Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ trái cây tục đế, bình hoa tục đế, chè xôi quý vị cũng tục đế. Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi, nhưng mà tại vì mình Phật sống với mình mấy chục năm rồi, giờ biết hết. Nhất là hễ sống chùa Huế là ăn bánh, ăn bột lọc. Mà Phật của mình là sướng lắm, ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ. Ở chùa Huế ăn bún bò Huế, ăn bánh bột lọc, ăn bánh nậm, vả trộn, mít trộn. Ở chùa Nam là ăn kiểm múc mùa. Vậy thì quý vị thấy không, phong tục mà. Vậy thì có mình, bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống, thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế, và chân đế là tất cả chỉ là phương tiện là tạm có, lấy cái đó ra ôm được cái tục đế thì nó có hụt chút, nó thiếu chút, không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung, anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm. Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai. Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn để xác định anh là chồng là vợ, chiếc nhẫn đó nó chính là cái mốc để nó giữ người đó lại, để biết anh bây giờ là chồng là vợ, sống đúng cái đạo lý của vợ chồng. Thế thôi. Áo này đâu làm nên ông thầy, nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại. Ổng có cái áo te rẹt, mười miền Nam là te rẹt là đi ta bà. Nhưng mà nhờ có chiếc áo cho nên giữ đi đứng cho khoan thai cho đàng hoàng, phải không? Chiếc áo nó không nói lên được, nhưng nhờ cái đó giữ được cái hình tướng của người tu. Bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa, bây giờ quý vị mang chuông, mang mỏ, mang đồ lên thì quý vị là cái chùa. Thì cái hình ảnh chùa này là tục đế. Mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ, có chuông, có kinh, có Phật, có khánh, có vậy đó. Đó là mình tục đế. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy. Nhưng mà hãy người Hàn Quốc kiểu của họ khác, người Tây Tạng kiểu của họ khác. Họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ. Không lẽ bây giờ mình sống bằng 100% của người Việt, mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bản mình nói ở đây sai sao? Mình phải cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tục đế của mỗi nước mỗi khác. Và cái chân đế chỉ là biểu tượng, chân đế là mình biểu lộ, mình nhận cái đó. Và cái người mà sống được với chân đế, mà lấy thấy chân đế như vậy, như hồi nãy Pháp Hòa dẫn một câu vậy đó. Và vì sao mình nói được cái đó? Tại vì mình nhớ rằng định nghĩa của chữ tục: một là giả, hai là duyên.
tất cả là giả. Hai, tất cả là do duyên. Cái thứ ba là gì? Ngôn ngữ hí luận. Pháp Hòa ví dụ, mình đến một cái đám tang, đứng lên mình chia buồn, đó là ngôn ngữ phong tục thế gian. Không ai mà đứng lên đám tang mà nói dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị tiễn được ông lên đường. Không ai nói gì hết trơn á. Vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn. Đám tang là chia buồn, mà hễ đám cưới là chia vui, còn không là chung vui. Ai mà chia mà nhận vui, ai dám chia? Mà buồn ta chia mình, ai dám nhận? Cho nên thấy không, mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà. Nói là tôi chia buồn với gia đình, thử người ta nói dạ dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra. Thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa, đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó. Sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó, phải không? Có nhiều người sợ vậy đó. Đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á, quẹo tới quẹo lui, phải làm gì đi gì kia vậy, đánh lạc hướng ma. Vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à? Rồi bây giờ mình nói thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy á, để cho chúng ta là người sống ở đời và chúng ta biết rằng chúng ta đến với đạo Phật không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật. Tin là phải có, nhưng mà không phải tin Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, và lời dạy của Ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật. Tin chứ, sống mà không tin sao được, tu mà không tin được. Tin Phật, nhưng mà không phải tin Phật là thánh thần ban phước, mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì? Tục đế, chân đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được cả hai thì người đó có niềm vui, có niết bàn, có an lạc. Cho nên nhà Phật có cái từ là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là dung nạp cả hai một cách viên thông, không trở ngại. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver tuần rồi, thì có buổi chiều thì có nói chuyện với các một số các em trẻ. Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là khi mình truyền bá đạo Phật cho các em trẻ, mình có cần nói tiếng Anh không, hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ em muốn giữ tiếng Việt điều đó tốt, nhưng em nói tràn gian đại hải mà cái người nghe em không hiểu gì hết thì nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải chân đế nè, là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu? Sanh ở nước Mỹ. Và cái tiếng mà thông dụng của nó nhất, cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì? Tiếng Mỹ. Tục chân đế phải không? Rồi bây giờ chân đế của mình nè, mục đích của anh nói Pháp để làm gì? Là mong cho nó nghe. Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không, mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói thì nó, anh nói gì? Vậy thì anh phải tục đế, là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó. Vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế, mà nó bằng là ngôn ngữ, bằng nó hiểu, mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế. Mà nó hiểu mình nói, nó sống với mình, nó vui vẻ, mà mình cũng vui vẻ, là cả hai có niết niết bàn. Bây giờ mình nói theo kiểu Việt Nam, nó không có hiểu mình nói gì hết trơn á, rồi nó cứ trơ trơ ra. Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì. Như vậy là mình nói nó lì chưa chắc nó đã lì, là tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi. Cho nên nó ngồi y ra đó, nó không làm gì hết. Thì theo cái nghĩ của mình á, đứa nào mình nói mà nó không làm gì hết là mình cho nó là lì. Thử bây giờ mình, bữa nào mình
kêu đó ai đó nói cho nó nghe, dịch cho nó hết rồi. Trời, nó làm răm rắp rồi, trời bữa nay sao này nó ngoan dữ vậy ta, bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à. Người, tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó. Quý vị thấy không? Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được, điều đó tốt không? Cũng tốt thôi. Thì mình phải nhận cái chân đế, người ngoài cũng là tục đế. Quan trọng là diệu đế, là giữa mình và nó có dung thông. Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè, kiểu của mình là kiểu Việt Nam, mà mình dung thông được cả hai. Giống như mình nấu spaghetti xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó, cũng là bỏ đủ gia vị xong cho vô muỗng nước mắm, cái nồi spaghetti khác liền. Dung thông. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ. Đó là tứ diệu đế. Mà bây giờ khổ á, khổ với cái nhìn tục đế á, là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Đó là những lẽ thật của đời đó. Thật ra sanh già bệnh chết nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi việc nó đà như vậy, cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế là sanh già bệnh chết sự thật, nhưng mình có đạo đế. Đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết. Sống ở đời, đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ của tâm nè. Cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp. Cái thân này ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn, nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh, điều rang. Đó là bốn khổ của tâm lý. Mà nguyên nhân là mình khổ là vì mình không nhận được sự thật đời là thế. Còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó. Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu. Tại không, anh không đúng ý với cái người ta làm thì anh ghét, chứ không, chưa chắc người ta đã trật. Chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái già đâu có khổ. Cái già không có khổ, mà tại mình không thích già, mình sợ già. Cái sợ già nó mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật. Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là già ở xứ Mỹ đâu có khổ, tại chính phủ nuôi. Mỗi tháng được lương của chính phủ phát, được ở senior home đó. Người già ở Mỹ nếu mà nói cho cùng là già rất sướng. Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ mình sống chứ không dư. Tại sao người Việt Nam mà không dư tiền là khổ? Tại vì mình có cái tật là hay giữ gìn để cho con cháu khổ. Chứ nếu người Mỹ là không khổ. Vậy thì cái đủ tiền đó, chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không ít, đủ. Nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi, nhét ở dưới gối nằm. Tối ngủ được lấy là đếm cái, hít hung cái khỏe. Tiền và sức khỏe của tuổi già là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân. Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng. Cho nên người Mỹ thì họ mỗi tháng tiền vô trong cái account của họ, rồi họ chi ra hết cho tất cả, họ enjoy. Còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là vì mình sống trong cái hoàn cảnh khó từ nhỏ rồi, cho nên lúc nào cũng phải để dành. Đứa nào nó tới cho chút, vậy mình mới cảm thấy là mình là bậc cha mẹ đúng nghĩa. Hay là kiểu của mình, tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình mới khổ. Cho nên nguyên nhân của khổ là vì chúng ta không nhận. Mà chúng ta nhận ra được rồi thì hết khổ. Và con đường giúp cho nó hết khổ là gì? Có một cái thấy đúng về các pháp.
gọi là chánh kiến, có một cái suy nghĩ đúng về mọi việc. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Mình làm gì? Thành thử ra cuộc sống này trở nên rất là diệu đế, vì chúng ta biết thấu triệt quán nhìn hết. Ví dụ cái cô đó cũng muốn nấu nồi phở, rồi nấu làm sao hồi nấu ra phở ra hủ tiếu, cũng có sao đâu, cũng có sao đâu. Hủ bình thường cũng ăn hủ tiếu mà. Mà tại vì người ta tuyên bố nấu phở, cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này, mùi này, mùi này vậy nè. Cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình, cái mình chịu khổ. Và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng hơn, ta nói tôi thích nấu gì vừa nè, thấy không? Thì nó đòi phở đó cũng là chân lý thôi, tùy theo mỗi cái nhìn của mọi người. Vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế. Đế là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Diệu là vi diệu, wonderful. So once you can see everything as they are, you're free from all your attachment. Once you free your attachment, you attain nirvana. Buddhism called nirvana. Nirvana means the absence of negatives. Whenever you have no negative feeling in your heart, in your mind, you live in nirvana. So you don't have to wait until you die to go there. You can attain nirvana right here in the present moment. Niết bàn cực lạc là ngay khi chúng ta nhận lấy được cái chân đế, ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa được giao cho cái nhiệm vụ thỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật bon lại cúp cái ngồi dậy, vẫn lau ý ra. Con bà cụ đó, bà vô cái quạt bon cúp cái, bà đứng dậy bà chỉ mặt: chú hổn nha, chú dám gõ đầu tôi. Thấy không? Tại sao? Tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà. Nhưng mà mình được học là người ta lại xuống, rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập. Đó là một cái signal, một cái báo động để ta đứng dậy cho nó trang nghiêm, đúng bài bản. Nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hổ. Thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó, không có giận. Còn nếu mà mình bực bỏ đó, mình nói bà mà lộn xộn. Tôi được giao thế này thế kia. Cho nên mọi việc, vào đại chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế. Chúng ta lấy cục đất, cục xi măng, cục gỗ vậy đó đục đẽo ra. Hồi nãy dưới thạc cục gỗ mình chẳng có là gì hết đó. Tới hồi đục đẽo xong thành ông Phật, đem bàn thờ lại hì hùng, lại ngày đêm, và thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn. Mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ Phật này nè, phải không? Thành thử ra cái đó là một cái phương tiện. Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng. Có một em nó đặt một câu hỏi với Pháp Hòa cũng tuần rồi, nó nói tại sao phải lại tượng Phật? Tượng Phật là cái tượng thôi mà. Thì Pháp Hòa mới hỏi ngược vậy, tại sao em chào cờ Hoa Kỳ? Lá cờ Hoa Kỳ là tấm vải thôi mà. Như vậy thì cái lá cờ đó, tấm vải đó tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào. Tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng để mà gọi là kỷ niệm các ông này ông nọ? Mỗi tỉnh, mỗi tiểu bang đều có những cái người mà người ta đã làm nên đóng góp cho tiểu bang đó. Cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn. Thì Phật cũng vậy thôi. Mà Phật không có biểu mình làm đâu, tự mình muốn làm mà. Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. Ở chẳng hạn như chiều Diệu Đế bông sen có cái dòng chạy vòng vòng vậy đó, địa điện đó, đó. Mấy chùa kia đâu có. Mấy chùa kia không có. Mấy chùa kia Phật ngồi không có sẹt sẹt lửa như đó. Thật ra Phật ngồi trên Phật cũng chịu à. You do what you want, I enjoy.
Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diệu đế chưa? Mình nhớ là mình sống ở thế gian nương tục đế, vì ta vậy mình vậy. Thí dụ người ta đến đây, ta làm vậy mình không thích, mình cũng phải tùy thuận, vì cái đó là mọi người như vậy, mình là như vậy. Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu, mình đến đâu mình phải theo đó, mình không có thể tự ý mình sống theo ý mình. Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra, hội nhập được cái tục đế, sống nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chọc ai phiền khổ gì đâu. Không, tôi cũng khen, tôi vậy đó. Thì anh vậy thì người ta cũng cho anh ra gốc vậy luôn. Mình sao, mình tạo nhân sao thì cái quả mình sẽ gặp như vậy. Tại vì mình thích xì lô một mình thì người ta sẽ cho mình một mình xì lô. Còn mới hỏi nhâm thì nó khác. Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi thời cũng kinh thôi. Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông, mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? Là do mình. Cho nên tăng là một đoàn thể hội hòa hợp, vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến đó mình không hội nhập, nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi, thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được? Không có một cái gì trở ngại hết. Người ta nói, ủa sao mọi người ở đây mà có người kia ra gốc cây? Thì đó, nó trở ngại rồi. Và đôi khi mình một mình mà làm cả cái không khí mất vui, thấy không? Mà nếu mình hội nhập được, mình là cái nhỏ, đại chúng mới là cái lớn, thì mình tự nhiên nhập được với đại chúng tới cái chỗ không trở ngại. Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó, nấu cho một cái đại lễ, ai đó chọc mình bực tức lên, mình bỏ mình đi về, có phải là mình đã bị trở ngại không? Bây giờ tôi vượt qua được cái này, vì lễ hôm nay mới là chính, người đó chỉ là một, và cá nhân tôi là một, cục giận của tôi chỉ là một. Không lẽ bây giờ cả ngàn niềm vui hạnh phúc của đại chúng không ôm bắt được một cục giận của mình sao? Một sự thanh lương của đại chúng, 100 người thanh lương, không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao? Mình sống được rồi. Hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm, tôi sắp sửa đi về đó, nhưng mà tôi thấy tác bà, chú Đại Bi có câu đó đó, tác bà nghĩa là vì đại chúng, vì việc chung. Cho nên mỗi câu thần chú của Đại Bi nó có nghĩa để mình tu hết đó. Và trong cái chữ tác bà nó có nghĩa là vì cái chung, vì cái chung. Thì vì cái chung thì tôi không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi cái ngã, vì cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng. Tôi vì đại chúng được, tôi ở, tôi làm được, tôi vượt được cái đó. Hôm nay tôi sống được với diệu đế. Lẽ ra bà đã nói vậy tôi giận đó, tôi giận vậy là đúng rồi, tục đế mà. Chị coi đó, nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đế, tôi giận nó là chuyện bình thường. Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng. Nhưng bà vẫn ở lại, bà làm là bà mới là chân đế. Và nói cách khác hơn, bà vẫn là diệu đế. Còn nếu mình đi theo cái tục đó thì có đâu có sao, nhưng mà khổ lụy, phải không? Thành nữ Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật thấy cái tục đế. Nếu Đức Phật ra đời mà Đức Phật nói thuần chân đế, mình nhận không nổi đâu. Mình nhận không nói đâu. Ví dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thật đấy, phải minh tâm kiến tánh, ngồi thiền ngày sáu giác, lần 2 tiếng, chắc một thuyền thôi là chìm thuyền. Sống sao nói. Để bây giờ phải cho ngồi thiền 30 phút, rồi đứng dậy sơ bóp đi vòng vòng, bắt nghe kinh buổi, vô cho ăn chập. Ăn xong rồi sợ buồn ngủ, cho đi vòng vòng cho tiêu cơm. Xong rồi vô tụng kinh, xong ra ăn chậm. Nghĩa là tu ăn vậy. Anh tu ngày 3 cử, anh ăn đủ 3 cử. Đó. Rồi sợ anh ăn no rồi, nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt, cho anh nghỉ trưa một chút.
đó, rồi sợ anh ấy sao chùa này nghèo quá, không có cà phê cà pháo gì nó làm bàn cà phê cho anh uống nữa. Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha, chứ lẽ là anh tu không có được ghiền à. Nhưng mà tại anh ghiền của tôi tùy để anh tu. Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ anh đi tu tôi mất chân đế. Tôi chiều anh ly cà phê đó, vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ. Thì quý vị thấy không, cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau. Mà người nào sống được như vậy là sống với diệu diệu đế, biết hết tất cả cái gì nó đang có ra, biết hết, đây là tục đế hết. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ, và Đức Phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được, mình không có nhận nổi đâu, không nói đâu. Cho nên rồi các ngài mới phương tiện. Ví dụ như lẽ ra, ví dụ như bây giờ nói tu đi, không có chức, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà không có như vậy thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn. Biết các pháp là bình đẳng, nhưng không, không thể nói bình đẳng rồi không có thứ lớp. Nó phải khác chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói nè, tất cả mọi người ở đây đều là con người hết, đó là bình đẳng, đều là máu đỏ nước mắt mặn. Nhưng mình phải có thứ lớp. Quý bác nó lớn tuổi, mình phải kính trọng như cha mẹ ông bà. Hai vị này như cô chú, mình xây qua đây dạ con chào cô chú. Hai người này như anh chị, thành thử gọi anh chị, chú bác, cô gì là gì, chúng ta nhận ra cái nét mặt, cái tuổi tác, chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy. Nhưng cái đó là chân lý thôi, vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn, nó quân bình với nhau. Còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng, già trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau, thì nói như vậy thì nó không có thứ lớp cả. Bình đẳng là bình đẳng đó, nhưng mà rồi nó loạn lên. Thà thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được, mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ, gì không thoát được. Cho nên nhị đế dung dung thông, chuông mỏ Phật trái cây cái gì hai hai dung thông. Quý vị biết không, quý thầy mà xếp cái y rồi vậy, xếp ngay ngắn rồi gấp đôi y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại, lúc nào cũng nhị đế dung thông. Nội cái xếp y của người tu thôi, cũng nhắc nhở người tu phải nhị đế dung thông. Mà mình muốn hành đạo thì mình phải có được cái đó. Mình sống, muốn sống cuộc đời an lạc phải làm được điều đó, còn không thì mình sẽ rất khổ. Thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa của chữ diệu đế và ứng dụng diệu đế như thế nào trong cuộc sống này. Mà thật tình mà nói, cuộc sống của chúng ta không ngoài hai cái này, phải không? Nếu mà không có hai, dung thông được hai cái này thì mình rất là khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh, ví dụ như là cái tục đế là gì? Là relative truth. Cái chân đế là absolute truth. Whatever you do, just a relative. You have to do it, but in the deep, you can recognize what is the absolute. For example, when we see each other, we greeting to each other, is the relative truth, because in this life, the polite way is greeting each other. But deep inside, you have the absolute truth, is the respect. Sometimes you do it in a form of greeting, but inside you don't respect that person. It's no meaning. But in the relative, people still recognize you respect them by the greeting. So if you can use the relative truth and use the absolute truth to embrace the relative truth, and you free from all attachment. And that is the meaning of this temple's name, Wonderful Truth. And what are the truths? Relative truth, absolute truth. We eat is a relative truth. We satisfy our hunger and keep our life is the absolute truth. And because the relative truth, that's why no matter what you eat, as long as you satisfy your hunger, you're hungry, and then you can keep your life. And this is the main thing. For example, if one day you back home, you say, Mom, I'm hungry.
Your mom doesn't have much food. Whatever she offer you, just to keep you overcome your hungry, you take it. Because the absolute truth is to make you feel better. The relative is no matter what kind, as long as that the food you can take, it doesn't bring you sickness. So if you can see by the two practicing, relative truth and absolute truth, you are free from all kind of attachment. This brown robe cannot turn you into a monastic. But because of this, if this brown robe can keep you as a good monastic, so this is a piece of fabric, as a robe only. But without this robe, you may call me some Mr. whatever, but with this robe you call me Thai. So this relative truth is the robe, but make you become a good a practitioner, a true practitioner, a true monastic. That is the relative truth. You get a mayor of a wedding ceremony, relative truth. The absolute truth is you love each other and keep your relationship, keep your commitments. The wedding ceremony, nothing. But the wedding rings in your finger symbolize for your marriage. And because of that ring, keep you in the shape of the family as a spouses. Thì hai cái đấy đó, tục đế tiếng Anh gọi là relative truth. Chân đế tiếng Anh là absolute truth. Và cuộc sống này đều phải ứng dụng như vậy. À, chúc đại chúng khỏe. Quý vị mệt chưa? Có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi không? Không có là hết show á. Chúng ta thấy là nhà có những gì thắc mắc thì nên liên hệ để thầy có thể giải đáp những cái thắc mắc của mình. Và thầy như vậy là mọi người thông hết rồi. Dạ. Ok. You can ask in English. So how do you embrace change? What kind of change? Let's say like things came to you without you wanting it. Thank you for your good question. Câu hỏi của em là làm sao mình có thể ôm ấp được những cái thay đổi trong cuộc sống, và đặc biệt là những cái thay đổi mình không muốn. In our daily life, there are things that we like, things we never like. But remember, something you don't like doesn't mean they never come to you. Something you like doesn't mean they will come to you. Something is totally opposite, right? In this kind of situation, you can reflect. First, is about your merits, your good deeds that you have. Or this is something you can reflect at a challenge. Because this is part of life. Negative are part of life. We cannot only accept the positive and forgot about the negative. For example, why the Buddha sit on the lotus? Actually, the Buddha doesn't sit on any lotus. But when we portray the Buddha, we always make the Buddha sit on the lotus, walk on the lotus. Because the lotus is a flower that must grow in the mud. Without the mud, we never have lotus. It
symbolized for the one who lives in this entire world, but we do not influence by the mat. You live in this negative environment, but you do not influence by this environment. You are the lotus. And again, if we have no mat, the flower of the as a lotus cannot grow. So you don't have problems, negatives. You never grow up. You never get sick. You never appreciate when you are no sick. It's a good day. So it's good that sometimes we have something negative, because that always gives us a better appreciation when we have a better situation. And remember that the medications have the capacity to heal us. And if we know that all kind of teachings, just similar to medication, they have the capacity to help us to overcome our sickness. So first of all, you have to accept you cannot run away from negatives. Secondly, if you know what's wrong with you, you can find the right way to help that. For example, you have toothache, you find something to help for your toothache. You have headache, you find something that help for your headache. Not the point is you sit there and complain whether you have what kind of problems. The problem, the practice is you know what's going on, you're looking for the right treatment, so it helps you to overcome. But do not try to run away, do not try to refuse, because you cannot, because this is part of life. Example, if you go to school, you cannot tell your teacher, even now you're in grade 10, but you tell your teacher, "Teacher, I only want grade 5 math. Do not give me any other math, I cannot do it." No, you have to take the math the same as your age. You in grade 8, you take grade 8 math. You grade 10, you will do grade 10 math. Life will upgrade, problems will upgrade compared to your age. And the practicing here is you have the medications how to help everything to overcome. Just sickness. You cannot run away from sickness. But once you know what kind of sickness, then you have the treatment. That's all we can do. But what if you don't have the medication to your problems? You have looking for. You cannot sit in there. What if you can't find it? You can find it. If you find the right teacher, remember, just because we do not meet the point or to see that person to help us yet, but there is medication, okay? But and beside that, you also try your best. Let's say a tiger, a lion in the forest, in the wild. Nobody dare to come to take care for the wound when they have injury. So what the lion do? The lion will find a cave, a place where he feels safe, and he will lie down there just to make that healing. Sometimes our problems, we just need to find some quiet area, spot, just to calm down, to see. Sometimes it's already hurt, but the more you're running around, the more you hurt more. That you just need to find a place just to calm yourself down. Okay? And that's why people try to open lot of retreat centers, monasteries, so where you can come and rest. Sometimes you cannot talk, you cannot do anything. You just find you need some quiet time in order to heal yourself, because you are just like a tiger. Nobody can do anything for you. But just find yourself a quiet time. Let that wound, let that injury, slowly recover by the calmness, by your quiet practice. You can looking for more information. There are a lot of centers that help young people to overcome their struggling. There is a direction.
When you find, when you turn on the wrong direction, they have the sign to show you to come back. Thank you for your question. A Di Đà Phật. Có vị Phật tử nói với con rằng là cái câu hỏi này rất là hay và thầy trả lời rất là hay, nhưng mà thầy trả lời bằng tiếng Anh, có rất nhiều Phật tử không có hiểu được, cho nên con không biết là thầy có hoan hỷ giải thích hay là nói lại cái những lời thầy nói qua bằng tiếng Việt hay không. Thưa đại chúng, câu hỏi của em rất là hay, như nãy Pháp Hòa có tạm dịch cái câu hỏi đó. Thì Pháp Hòa có thưa là cái sự khổ đau rắc rối trong cuộc sống này nó là một phần của cuộc sống, mình không có thể nào mình chạy đâu hết á. Cái quan trọng là mình có chấp nhận mình bệnh không, để mình đi tìm phương thuốc. Ví dụ có nhiều người ta hỏi, chị đang giận á, mắc gì giận, tôi giận hồi nào? Mà mắt trợn lên vậy đó. Mà cái cách nói của mình là ta nghe ta biết mình giận rồi, mà mình không có nhận. Thật nữa ra cái đầu tiên hết á, là mình phải nhận ra mình đang khổ, mình đang đau thương, để mình đi tìm một phương thuốc. Mình cuộc sống này có nhiều, rất nhiều phương thuốc, và mỗi phương thuốc nó có một cách trị bệnh. Thì em đã hỏi nếu như trường hợp mình không tìm được thuốc thì sao. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ như là một con sư tử, con cọp ở trong rừng. Ai dám tới băng bó cho con cọp khi con cọp bị thương? Không có con nai, con thỏ nào dám tới gần cọp đó. Trời ơi, cọp ơi, tội nghiệp quá, để thỏ băng bó cho cọp, nghe không có. Thì không ai dám tới gần con cọp, thì con cọp phải tự đi tìm một cái nơi nào ổn định để con cọp lắng xuống và con cọp tự mình lành lặn cái vết thương đó. Chúng ta cũng vậy, có đôi lúc á, mình càng nói thì nó càng không có kết quả, và chúng ta cần một giây phút nào yên lặng, một khoảng không gian nào tĩnh lặng để mình lắng mọi cái đau khổ xuống. Lâu lâu nó trồi lên thôi. Remember, your suffering is only a mental formation. Okay, it's come up. If you leave it, it's slowly come down. And then tomorrow, next month, it's come back again. But whatever you do is, every time it's up like that, you try to calm it. This is life. Sometimes you have a problem, you don't have medication, but if you know how to leave it like that, it slowly will sink down. And then 3-2 weeks later, it's come back. Quý vị Pháp Hòa thưa vậy nè. Bây giờ quý vị để trong cuộc sống hai vợ chồng hay là cha mẹ con cái gì không biết, mình gây lộn với nhau xong rồi mình xin lỗi, mình làm huề. Rồi vậy là cả đời này không gây nữa không? Hay là tháng sau gây tiếp? Không chừng tuần sau là làm nữa, y hết vậy luôn. Mà không lẽ cứ mỗi lần mà gây lộn vậy cái là lấy dép luyện rồi hay là đấy. Thì bây giờ sao đây? Lắng thôi. Thật ra cuộc sống này đôi lúc á, nó là những cái bền bồng vậy đó, nó tục đế mà. Và cái chân đế của mình là mình thấy được nó, và mình thấy được cái bản chất của mọi thứ, mình để cho nó lắng xuống. The absolute truth is you know how to calm yourself. The relative truth is things will come back and forth. Cái tục đế của chúng ta là cuộc sống này cứ vui khổ, nó cứ đắp đổi. Nhưng mà cái chân đế là mình có khả năng lắng. Thì không ai là thí dụ như giờ mình nổi cơn giận, nhưng mình có đủ khả năng để đừng để cơn giận bộc phát thì làm gì có chuyện xảy ra. When you get angry, you have no way to help your anger. But if you have a trick, you never explode, you never say anything when you get angry, then the relationship will never break. If you don't have the way to talk to that person, then first of all, just help yourself calm that anger. Because when you angry, you talk, you think you will solve the problem, but actually the more you talk, the more you break it, the more you make it worse. Then at least you cannot help that person, but in that moment you're able to help yourself. Cái tu tập của chúng ta, nếu mình chưa giúp được người đó, ít nhất mình cũng có đủ khả năng tự mình để cho cái lắng của mình xuống. Bởi vì khi mình không nói là sẽ không có làm cho cái đổ vỡ. Mặc dù chưa giải quyết vấn đề, nhưng mà ngay lúc đó nó cứu vãn được tình thế, là không đi tới tình trạng tệ hơn.
Cái vấn đề là chúng ta cứ muốn giải quyết, đập bàn lên giải quyết. Bữa nay tôi với ông phải nói cho rõ, đập bàn lên nói mà chẳng rõ gì hết, mà thấy kiến bể, bàn bể và con cái nó nghe một đống luôn, mà không có gì xong hết. Thật ra cái cuộc sống của chúng ta, quý vị cứ đi máy bay, quý vị nhớ là lúc nào người ta cũng, trước khi máy bay mà nó bay lên, lúc nào cũng sẽ có người ra nói cửa máy bay này bao nhiêu cửa thoát. Rồi nếu cuối cùng có một cái ống nó rớt xuống oxy á, quý vị nhớ chụp cho mình trước, trước khi mình chụp cho người kia. Before the flight take off, they always give us some instruction. And the last thing they do is, if something happened, there is an oxygen mask drop down, make sure you put for yourself first before you put for your next person. Mình phải tự mình làm cho mình khỏe trước, trước khi mình có thể làm cho người khác. Thì cuộc sống của chúng ta, mình không, thí dụ mình chưa tìm được phương pháp để nói với người kia những cái khổ của mình, thì ít nhất mình đủ khả năng không làm cho cái khổ này bộc phát một cách gọi là không có chánh niệm, để rồi đổ vỡ, không giải quyết được. Và khi mình lắng xuống rồi, một lúc nào đó đủ khả năng mình sẽ nói với người đó. That person also have the capacity of calmness too. But if you talk right in that moment, never help. Because you are angry, that person also angry. You have to wait. Cái đó chỉ là một thí dụ. That's only one example. There are many things in our daily life. Đây, đây. Thầy gia thì thêm câu hỏi không thầy? Sao? Dạ, Đức Phật có nghe thầy giảng về tục đế và chân đế, thì theo con thì con hiểu rất là nó hay, và mình dung hòa, mình hội nhập được cái này và cái kia để mình hiểu. Nhưng mà cũng có cái lúc, con muốn hỏi là những cái lúc mà ví dụ như người mình thấy cái đó là tục đế, nhưng mà khi mình muốn dung hòa cái người mình nói một câu hỏi, mình nói người đó muốn, mình thấy người đó đúng, nhưng mà đôi khi là mình cũng nói là đúng, rồi mình qua với cái người bên kia, mình thấy người đó, hai người cãi nhau mà mình dung hòa hai người đó lại, nhưng mà họ nói ông này bên nào, tôi nói ông này nói bên nào ông cũng nghe đúng, ông cũng nói đúng hết như vậy, ông này cái kiểu mà gió bên nào bỏ bừa bên đó, thì mình làm sao mình trả lời được họ, mình làm sao giải thích họ hiểu mình là mình hiểu được cái này đúng cái kia sai, nhưng mà mình muốn hai người dung hòa với nhau, mình để mình vui vẻ cho người này cũng vừa ý, rồi qua bên kia cũng người kia cũng được vừa ý, thì cái hai người đó, cái người khác họ nhìn vào họ nói là ông này gió bên nào bỏ bừa bên đó, bên nào cũng nói đúng hết, thì không biết ông này có làm thế nào mà mình để cho nói người ta hiểu mình là mình giải thích để cho họ hiểu đó. Bây giờ Pháp Hòa cũng hiểu sao giải thích. Dạ thưa, thì trong cái vấn đề là đôi khi chúng ta làm phải không, chúng ta tới người này chúng ta nói, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nói là ồ anh nói vậy cũng đúng đó, anh này nói vậy cũng đúng, thì người ta sẽ cho mình là ba phải, mình tới ông nào cũng nói đúng hết. Nhưng mình quên một điều là mình chỉ luôn anh nói vậy là đúng góc này nè, nhưng mà lý do nào cái người kia không nhận anh là tại anh sai chỗ này nè. Thì khi mình nói được cái đúng của người ta rồi, mình phải nói luôn cái mặt sai của người ta mà cái người khác nhận đó. Lý do anh nói là anh đúng, nhưng mà lý do nào người ta nhận anh như thế này là anh sai, hoặc có thể anh làm điều này nó không đúng. Tức là mình cho người ta thấy cả hai thì người ta mới không nói mình là ba phải. Chứ còn đằng nào cũng nói anh đúng đó, và này anh đúng á, mà ông nói anh đúng nhưng mà anh chật một cái chỗ là anh nói nó anh không để ý, anh làm quê nó trước mặt người ta, thì nó bụp anh là phải rồi. Ví dụ vậy đó, tức là mình nói ta đúng. Chú hiểu mà nói không? Hồi nhỏ đó, mấy chú tiểu ở chùa đó, cái cách dạy của mấy chú á, cái cách Pháp Hòa dạy mấy chú á,
là khi mấy chú làm điều gì sai, Pháp Hòa, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mấy chú để chén vô trong tủ á, không có đúng cái cách Pháp Hòa chỉ, chén dĩa là phải thứ lớp từ lên, mà cứ làm theo kiểu ẩu á, bỏ vô. Mở cái tủ ra là thấy là nó muốn đổ xuống rồi, Pháp Hòa đóng lại qua để yên đó, không dọn. Vì khi mình dọn á, mình về mình nói bữa nay á, con chất chén không có đúng, thầy chất lại, nó chỉ nghe thôi mà nó không thấy. Pháp Hòa để cái tủ nguyên đó, Hòa về Hòa chỉ, nè, bây giờ thấy chưa? Thấy cái gì sai chưa? Rồi bắt đầu Hòa lấy ra hết và chất cho coi, cái này là đúng nè. Mà đa số người của mình á, cha mẹ mình á, thương con á, là mình thấy nó sai là mình cứ sửa, mà rồi mình mới nói nó thôi. Giặt đồ ẩu vậy mà cũng đi giặt, mà mình nói nó ẩu, mình không chỉ nó ẩu làm sao, thì lần sau nó cứ không biết cái mình nói cái gì để mà nó chỉnh cái chỗ đó. Quý vị biết không, còn nhỏ đi chơi ở trường mà đi học về là lột vớ kiểu là lột ngược vậy nè, đâu phải giống mình mà kéo chiếc vớ ra để cho cái mặt dơ nằm ngoài giặt đâu, nó lột ngược vậy nè, ở trong là một cục cát dục vô máy nó giặt. Thật ra giặt ra mà vớ vẫn dơ, cát vẫn còn. Pháp Hòa để yên đó, Pháp Hòa về hỏi vớ này giặt chưa, giờ nó ngờ ngợ, nó không biết nó giặt chưa nữa, không, cầm lên ngửi không có thúi mà biết giặt rồi. Dạ giặt rồi. Ủa giặt rồi mà sao không sạch, giặt rồi mà sao không sạch. Anh nói dạ, anh biết cái sai. Pháp Hòa nói lý do là gì, con không kéo chiếc vớ ra. Thành thử ra cái người mà họ mình muốn chỉnh cho họ đúng, thật ra họ cũng đúng thôi, vì họ nghĩ họ đúng, là vì tôi có làm gì sai, giặt đồ mà. Nhưng mà nếu mình không chỉ, thành thử cái người nào họ cũng thấy cái lý do ta làm sai là không phải, người ta có đôi lúc cũng có người cố tình, nhưng có đôi lúc người ta làm nhưng mà ta không có nghĩ cái đó sai, người ta cứ làm vậy thôi. Thật ra nhiều khi mình tới mình nói cái điểm đó, ta không nhận, tôi mắc cái gì tôi vậy đó, thì mình nói đó thì chính anh vậy cho nên người này mới như vậy, mới không nhận cái đúng cái điểm đó, chứ tôi đâu có nói anh hoàn toàn đúng, nhưng mà cái lý do là vì người kia không nhận được cái điểm này. Có nhiều khi mình chỉnh người ta là đúng, nhưng mình chỉnh không đúng lúc. Thành ra mình chỉnh đúng việc nhưng không đúng lúc cũng trật. Thật đúng là phải ba việc: đúng lúc, đúng người, đúng việc thì gọi là đúng. Mình chỉnh đúng việc mà không đúng lúc sai. Như có một cái anh đó, thì có một thầy đó lên tụng kinh, thì thầy người Hoa mà tụng kinh tiếng Việt nghe nó không có chữ nghĩa, nó không thông, tụng lớ lớ vậy, cười phát cười lên rồi đại chúng kéo nhau cười. Thì xuống cái thì một cái cô kia mới, một sư cô mới rầy cái chú đó, thì anh giận sư cô này. Thì có lần Pháp Hòa đi tới đó thì anh mới đem câu chuyện ra anh nói. Anh nói con vậy vậy đó, thì sư cô, mà sư cô con giận sư cô, tại vì sư cô la con trước mặt mọi người, chứ sư cô la con nhận, mà phải chi sư cô kêu con vô phòng, sư cô nói con đâu có giận sư cô. Pháp Hòa nói ủa vậy sao lúc mà anh cười thầy đó đó, anh cười giữa chánh điện cho đại chúng ta thấy, người ta cười theo, anh không nghĩ sư cô đó đó la anh như vậy là đối trị đó. Đạo Phật có một cái phương pháp là đối trị, để cho mình hiểu cái nỗi đau mình làm người khác như thế nào trước mặt đại chúng. Người ta tụng kinh, người ta không cố tình mít phanh, mà anh mít phanh cái giọng của người ta trước mặt đại chúng mà làm cho đại chúng cười theo luôn. Anh không nghĩ cảm giác của thầy đó, thì sư cô này đối trị anh là cho anh biết rằng cái cảm giác bị người khác cười trước mặt đại chúng, thì đạo Phật gọi là đối trị. Cho nên là mình nhớ là đôi khi á, cuộc sống của chúng ta mình, bởi vì cho nên cái nhìn của mình á, quý thưa đại chúng, cái nhìn á, đạo Phật gọi là kiến. Nhưng mà cái khổ đau của chúng ta là vì chúng ta vướng vào năm thứ kiến, gọi là ngũ kiến. Thấy một bên gọi là biên kiến, thấy sai lầm là tà kiến, chấp chặt những gì mình thấy gọi là kiến thủ kiến, những gì mình cho là đúng luật, đúng pháp gì đó ha, gọi là giới cấm thủ kiến. Thành thử cái thấy cũng là một cái thấy,
Nhưng mà chúng ta đa phần là không thấy toàn diện, mà chúng ta thấy gốc. Mà chính chúng ta thấy gốc nào thì chúng ta luận bàn phê phán gốc đó. Thành ra chúng ta khổ đau chấp trước là từ những cái thấy của chúng ta. Mà Đức Phật á, như người đứng ở bên trên, nếu mà Đức Phật ví dụ, Đức Phật nói giống như người đứng ở trên lầu mà nhìn xuống toàn diện thì sẽ thấy được tất cả. Có đôi khi á, mình binh vực một người mà mình không biết được cái nội tình bên trong. Mình a tầm phù mình binh xong lát mình bị hớ, thì người Việt gọi là hớ hàng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con có một câu hỏi xin thầy coi như là giải thích cho con hiểu cho nó được coi như là thấu đáo. Con nghe mọi người nói là coi như bệnh từ nghiệp mà ra, thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh đó nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như cái người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là mình nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh nên hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè, thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả, bằng cách là bây giờ đây là bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối, bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống. Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh, và cái tư tưởng của mình positive lên, tích cực lên, là tôi sám hối, tôi tụng kinh, Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt tụng làm cái gì, Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng? Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu. Nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi.
họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Là cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên á, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. Đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ: thân, khẩu, ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè, rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý rồi. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối. Ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp rồi. Nóng rồi đó, nóng máy rồi. Con xin hỏi thầy cho con một lời khuyên. Con có bệnh mà 3 tuần nay là con ăn chay, mà chồng con buồn lắm. Nói chung là ăn cơm mà ăn cùng một bàn, nhưng mà con nấu ham muốn ăn. Thì thay cho con lời khuyên là chồng con hủa là trừ là mãi mới ăn bô lâu. Thì con mới nói là con không biết ăn bô lâu, nhưng mà khi là cho con đỡ bệnh thôi. Mà thầy, con xin thầy cho con lời khuyên để con nói với chồng con, để cho ảnh quan hỷ với con, để cho con ăn chay. Thật ra đó, tại vì chú, cái câu hỏi của chú chắc là cũng một phần do thương, là muốn nghĩ là ăn chay không đủ sức khỏe. Cái thứ hai nữa là hồi nào giờ là vợ chồng cùng ăn một cái món ăn đó, mà giờ mỗi người một dĩa vậy, tự nhiên ổng thấy nó có cái gì nó khoảng cách. Thì cái mình trước hết là mình đem cái tâm thông cảm, kế đến đó là mình có thể giải thích với chú. Thật ra thì bệnh đó là do mình ăn uống không cẩn thận. Thì bây giờ mình bệnh thì mình phải ăn uống lại cho đàng hoàng. Ví dụ bây giờ cô không tự ăn đi, mà bác sĩ bắt cô ăn thì cô cũng phải chịu thôi. Bây giờ đa phần mà mình bệnh là do là bác sĩ bắt ăn theo bác sĩ không à. Một ngày bao nhiêu lượng muối, bao nhiêu lượng đường mình ăn, nhiều lúc cái món ăn nó không ngon lành gì hết mà vẫn ráng nuốt. Vì ai cũng muốn chữa bệnh. Thì thôi bây giờ mình nói là tôi ăn gì tôi ăn, miễn là tôi hết bệnh. Phải không? Mà thí dụ như trường hợp đó, đôi lúc đó, nếu mà cô ngồi riêng cô ăn á, thì cái trường hợp đó khác. Còn này giống như mình ngồi ăn chung bình thường. Có điều là mình ăn những món gì, ông đừng nghĩ tôi ăn gì mất sức, ông cứ nghĩ tôi đang uống thuốc đi. Phải không? Thành tử ra chú nên thông cảm cho cô, là bởi vì cô đang chữa bệnh. Để mà thật sự ra mình ăn thịt cá nhiều không có tốt, nhất là mình đang bệnh. Mà người nào mà đang bệnh gan đó, mà ăn thịt nhiều chừng nào là bệnh gan càng khó chữa chừng đấy. Là bởi vì cái độc tố của thịt cá nó không có lành lặn, nó không có tốt. Và trong khi mình ăn rau củ nó rất là hiền lành, mặc dù nó vẫn có hóa chất, nhưng mà so ra cái hóa chất trong rau cải thì nó đỡ hơn thịt cá. Và khi chữa bệnh đó, nó vẫn dễ hơn. Là vì Pháp Hòa biết có những thầy mà bị bệnh đó, chữa bệnh lúc nào cũng ấy hơn. Mà quý vị thấy bây giờ ngay cả người Mỹ nè, người ta chuyên môn đi đề nghị mấy cái thuốc mà gọi là thuốc cỏ cây á, nó kêu là thuốc dược thảo đó. Bây giờ Mỹ họ đang bào chế biết bao nhiêu thứ thuốc bằng dược thảo. Thì rõ ràng chính người Mỹ bây giờ họ cũng công nhận là trong cỏ cây đều có những dược tính hết. Ví dụ như hồi xưa này, trái nhào của mình ở Việt Nam á, ở dưới quê á, quý vị thấy không, có ai ra, chỉ có dân ở dưới miền quê biết trái nhào thôi. Mà bây giờ trái noni á, tiếng Mỹ là chứ, phải không? Mà trái đó bây giờ lại là một cái thứ thuốc, dược thuốc. Trái gất của mình ở Việt Nam làm gì ăn? Chỉ có biết nấu xôi thôi. Vậy mà bây giờ người Mỹ lấy trái gất bào chế ra thành nước uống chữa bệnh. Trái gất á. Rồi trái măng cụt của mình á, mình ăn thôi. Mà bây giờ người Mỹ á, trong trái măng cụt có chất thuốc tạo thành, bây giờ họ ép cái trái măng cụt ra, họ lấy nước họ bán. Gọi là mangosteen.
Rồi bây giờ quý vị ngay cả cái thuốc nhức mỏi glucosamine bây giờ là họ chế bằng dược thảo luôn, lấy nhiều loại cỏ cây chế ra thành thuốc để uống cho cái bệnh xương đó. Vì hồi xưa họ dùng những cái hóa chất, nhưng mà thường cái thuốc mà uống về đau nhức là hết cái bệnh đau nhức này, nhưng mà nó lại hủy đi những cái bộ phận khác của cơ thể. Nhưng mà nhờ cái thuốc đó mà bây giờ người ta uống. Thật ra người Mỹ bây giờ họ cũng đang nghiên cứu những thứ thuốc. Thí dụ một cái đơn giản thôi, người Mỹ á, tại sao họ mập bệnh, mà mập mà thấy bệnh, mập mà mập bệnh á, thì họ ăn phần lớn là hamburger, fries, những cái món ăn rất là dầu và rất là nhiều mỡ. Xong họ uống một ly nước đá khúc, thì quý vị thấy mỡ như thế mà vô trong này rồi uống một ly nước đá là mỡ nó đông rồi, cho nên là bắt đầu mập phì, bị mỡ bao tim. Họ thấy người Á Đông ăn hay, vô tiệm người Việt Nam mà người Hoa mà ăn là có bình trà, vì mình ăn dầu mỡ nhiều, uống nước sôi, uống nước trà nó tiêu mỡ, nó tiêu hóa. Bây giờ bắt đầu họ ăn theo kiểu của mình là ăn uống nước sôi, uống nước trà để nó tiêu cái dầu mỡ đi, thay vì mình uống nước lạnh, nước đá đó. Thành tử ra cô cũng không buồn trách chú, nhưng mà tại chú thương thôi. Nhưng mà ăn thua cách mình giải thích. Ngay bây giờ người ta đều phải khuyên mình ăn rau cải, hết bệnh là chính, còn ăn cái gì là chuyện phụ. Bây giờ tôi ham ăn với ông mà bệnh tôi không hết thì ông cũng đâu có vui gì đâu, phải không? À. Ông buồn, ông buồn. Có một ví dụ, Pháp Hòa là không ăn được dưa hấu, mặc dù Pháp Hòa rất là thích, hồi trước ăn thích lắm. Giờ gần đây cái bao tử nó yếu, ăn dưa hấu vô là nó lạnh, nó ngăn cái ngực khó chịu. Thì thôi bây giờ có ngon cỡ nào cũng ăn, tại vì mình ăn một miếng nó qua khỏi được họng mình nó ngon đó. Nhưng mà suốt một ngày mình khổ chứ nó. Vậy thôi à, chứ không có gì hết. Thành thử quý vị nhớ là mình ăn uống chỉ là một cái giúp cho mình giảm đi cực nhọc trong vấn đề tu tập thôi. Đó, ví dụ bây giờ mình không ăn, mình ăn một ngày một cử, hai cử. Bớt ăn thì mình bớt nấu, mà bớt nấu thì bớt cực. Mà không cực thì mình có thời giờ mình làm việc khác hơn. Thế thôi. Mình cầu kỳ thì mình mất thời gian. Thì ăn uống cũng vậy. Hãy mình ăn nhiều thứ thì nó làm cho mình khó chịu. Mình không thoải mái trong vấn đề tu tập. Thì mình tự biết cái gì mình không hợp thì mình cái chính là không sát sanh, không ăn chính con mặt mạng sống của một con vật, còn cái kia phụ. Ai có ăn cũng không có nghĩa là có tội, mà mình có ăn và xin lỗi mình không ăn không có nghĩa là mình đúng hay là mình tu thành Phật. Có kinh điển là nói ông có thành Phật nhờ ông không ăn chính, nhờ ông không ăn hành tỏi gì hết. Vậy thôi. Chân xin hỏi Phật tử nào còn có câu hỏi nào nữa không? Dạ thầy, quan hệ thầy hả? Dạ em như là Phật, nhờ thầy giải thích cho con cái câu mà nhị đế dung thông ấn tàm mùi. Cái câu là nhị đế dung thông tam mùi ấn. Cái câu này trích từ ở một cái câu kinh gọi là Hồng Danh Bảo Sám mà chúng ta tụng mỗi tháng hai lần ở các chùa mình đó. Cái ấn là gì? Nếu nói theo cái nghĩa là ấn là một con dấu in xuống. Cái ấn còn được bắt lấy cái ấn. Vậy thì cái ấn mà bắt đó là để biểu lộ cái tâm. Có một ví dụ, mình tức ai quá, mình đưa ngón tay mình chỉ mặt, đèn ấn nè, ấn là ấn chỉ mặt, mình coi chuyện tao thôi mày, phải không? Ấn này. Nhưng mà nếu mà người đó không thấy chỗ đó đi, mình chỉ, cái này cũng là một ấn, nhưng mà cái tâm khác không? Vì cái tâm muốn chỉ đường cũng đưa ngón tay lên đó, thấy không? Thấy chỗ đó không? Khác không? Nhưng mà vì cái tâm đang giận nè, coi chừng tao. Thì cái ấn này đó, cái ngón tay mình đưa ra nó biểu lộ cái tâm mình muốn nói.
Ví dụ mình tới thăm bệnh, cái bác đó bắt bệnh để ta bác khỏe không? Trời ơi, tụi con nhớ bác quá, mấy tháng nay bác không đi chùa. Ấn này gọi là ấn gì? Ấn vô quý, làm cho người ta đừng có sợ. Bác ở đây khỏe nha, bác sĩ ở đây giỏi lắm, mình có phước lắm rồi được vô đây trị bệnh á. Đó, đổ nha. Thậm chí trước khi ra còn đưa tay ấn vô quý. Mình ngồi thiền á, mình để cái bàn tay phải mình lên lòng bàn tay trái, để trong lòng bàn chân này á, ấn nó kêu là ấn hàng mang. Để cái ấn nó vô rồi là tâm mình nó định, nó nhiếp lại, không có suy nghĩ luôn. Vậy thì ấn là biểu lộ của tâm. Thì cái câu mà dị đế dung thông ấn tam muội, chữ tam muội nghĩa là gì? Tam muội nghĩa là chánh định, tiếng Anh dịch là concentration, samadhi. Cái ấn và cái siêu là cái signal. Vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì của cuộc đời này mà nếu chúng ta có chánh định soi vào thì mỗi việc là một biểu lộ, một biểu tượng. Hiểu ý không? Vị đế dung thông ấn tâm muội nghĩa là con sử dụng chánh định của con để dung thông cả tục đế, chân đế trong cuộc đời này. Mục đích là chuyên trở đạo lý. Có một ví dụ, cầm cái dùi chuông lên bom, đại chúng nghe tiếng chuông lắng xuống. Mà nếu cái người thỉnh tiếng chuông này bằng cái tâm, bằng cái định, tiếng chuông này nó phát ra thanh thao. Còn nếu người nào mà phát ra tiếng chuông bằng sự bực tức, tiếng chuông nghe nó chán chát. Vậy thì tiếng chuông này nó đi ra từ cái định lực của con, nó chuyên trở, nó đưa lại chúng trở về được sự tĩnh lặng. Việc làm gì của chúng ta trong cuộc đời này, nếu chúng ta có chánh định, chúng ta làm concentration, mình làm bằng chánh định thì tự nhiên việc làm đó, dù nhìn nó, người biết nhìn nó có thể đôi lúc nó rất trần tục, nhưng mà người đó đang làm cái điều rất hay. Bây giờ có một ví dụ, cái ông thầy đó đó, ông đi ngang bờ suối gặp một cô thiếu nữ trật chân té. Ông thầy chạy tới xốc cô để ứ nó lên, bưng qua tới bờ bên kia để cô xuống tiếp tục đi. Ông sư đệ không hề đụng tới cô đó. Đi được 15 phút nửa tiếng, ông mới nói với ông sư huynh: hồi nào thì tôi rất thân phục sư huynh, và hôm nay sư huynh đã làm cho tôi thất vọng vì sư huynh phạm giới. Tại sao sư huynh dám ẩm một cô gái đó đi qua bờ sông? Thì người sư huynh mới say là nói với cô, cái giấy người sư đệ: ủa sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống từ lâu rồi mà sao đệ còn vác cổ tới đây? Quý vị hiểu ý không? Cái ông thầy đó, ổng định lực đầy đủ, trước mắt mình là một cô nữ đang sắp xếp, mình phải đưa bàn tay mình tới, nhìn rất trang trọng ẩm cô đó lên. Nhưng mà tâm mình không hề một chút trần tục. Trước mắt mình là một người sắp chết, mình nói mình giữ giới không sát sanh, vậy mà một người chết trước mặt mình đây nè, mình không cứu để gọi là giữ giới không ẩm người nữ. Vậy thì giới ở chỗ nào? Mục đích giữ giới là đạo đức. Đạo đức ở đâu mà người ta chết trước mặt mà không cứu kêu là đạo đức? Thì cái đó gọi là trong cái hành động đó mà hoàn toàn đầy đủ tinh lực, nhìn rất tốt, nhưng mà thật ra nó là cái chân nhị đế dung thân tam muội ẩm, ẩm xong để xuống. Còn cái ông thầy kia ông không ẩm, nhưng mà ông ẩm ở đâu? Ẩm ở trong cái đầu rồi. Ông ẩm trong đầu cho đi tới kia cha hỏi ông sư huynh không? Cho sư huynh nói tôi để cổ xuống lâu rồi mà sao sư để còn ẩm cổ tới đây? Có ông thầy đó đi ngang đó. Có ông thầy đó đi ngang
cái đi qua đò. Xong cái chuyến đi đò đó, ai trong thuyền cái cô chèo đò lấy con đồng mà cổ lấy ông thầy tới bà đó. Ông thầy nói, ủa tại sao tôi cô lại mắc lên? Một đồng thầy qua đò, hai đồng thầy nhìn con. Lần sau đi qua đò, ông không nhìn cô này nữa. Qua tới bên kia, cổ lấy ông 4 đồng. Thì thầy cũng không có nhìn cô, mà tại sao cô lấy tôi? Dạ, thầy không nhìn con trực tiếp, mà thầy nhìn con qua dòng sông. Lần thứ ba, cổ lấy ông 10 đồng. Cô thấy ông, tôi không có nhìn cô thẳng, tôi không nhìn qua nước, mà tại sao tôi lại lấy tiền của tôi? Con biết thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt lại, thầy tưởng tượng con. Trong nhà Phật có giới, có định, có tuệ, đó là 3 cây hương mà chúng ta cầm. Mỗi lần chúng ta thắp nhang thắp 3 cây: giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra đó, khi chúng ta đủ định không cần nói giới. Tại sao? Anh định anh đâu có nghĩ chuyện phạm giới, phá giới gì nữa đâu, mà gọi là phải giữ giới. Trường hợp đó giới luật gọi là gì? Định cộng giới. Trong giới luật nó chia khóa, anh không cần nói giới luật gì hết, mà anh vẫn giữ giới, chỉ cần anh ở trong định thôi. Vì anh ở trong định là không có khởi tâm. Anh không khởi tâm vậy thì không cần phải nói giới gì nữa đâu. Ví dụ bây giờ cái tâm mình định đi, của người không lấy. Bây giờ có để một sàn, biết một sàn không? Bây giờ mình để cái của quý đó mà tâm định không động lòng của khác, khỏi cần nói giới gì hết, anh vẫn không phạm giới, chỉ định á. Cho nên nhà Phật trong giới luật cái đó gọi là định cộng giới. Còn đạo cộng giới là gì? Anh đã thấy được đường anh đi rồi là không còn nghĩ ngợi gì nữa hết. Cho nên không cần nói tu, không cần nói giới, mà không hề rời khỏi cái đạo, cái đường mà anh đi. Cho nên gọi là đạo cộng giới. Cho nên giới, định, tuệ, 3 cây hương mà thật sự chỉ cần thắp 1 là đủ. Bởi vì trong 1 nó có cả đủ cả. Rồi bây giờ người ta thắp sẵn dây nhang, mình không thắp, được không? Được. Cái đó gọi là kén giới. Người thắp dây nhang là tục tế, vì theo cái phong tục, tập tục thế gian, chùa thắp hương. Nhưng mình chân đế đi, một người thắp đủ rồi, nhiều người thắp cay mắt Phật. Rồi lúc mình nói Phật ơi phù hộ con, Phật cay quá, Phật đâu thấy mình là ai. Nếu mà Phật cay mắt của Phật không có nhìn rõ mình là ai, thôi để một người thắp thôi. Mình ra mình đảnh lễ. Tục tế là đi chùa phải thắp nhang, nhưng mà chân đế là có người thắp là được rồi. Nhị đế dung thông, làm sao anh thoát ly được không thắp cây nhang mà Phật vẫn phù hộ? Tại vì ấn tam muội đủ định lực là thấy được Phật với con là dung nhiếp. Tâm Phật lúc nào cũng như như bất động. Bây giờ con bất động như như con không thắp cây nhang để gọi là Phật chính, vì đã có một cây hương biểu tượng. Tâm con bất động có nhang hay không? Hoặc là người hưởng nhang mà không cầm lên. Mình là người hút nhang, mình phiền hà gì? Có phải vậy không? Bây giờ quý vị nấu món ăn vô cúng cho chùa với mục đích là cúng lại đại chúng, đủ rồi. Còn chùa muốn xử sự sao, cái chuyện đó tùy trong ban ngày đẹp. Trời ơi, đi kiếm cái món của tôi đâu rồi mà không có, phiền não vô cùng. Thành nữ ra mình đến hồi nãy mình chân đế một lát nó tụt xuống. Cái tụt đế nó lôi mình đi qua. Cứ nhẹ nhàng mọi người. Quý vị hiểu được cái chữ nhị đế dung thông ấn tam muội không? Ấn là một biểu lộ, thì cái gì chúng ta làm biểu lộ là tốt, nhưng có định lực thì mình biết biểu lộ đúng mức, đúng việc,
đúng thời thì lúc nào cũng mang lại cho đại chúng sự an vui. Bây giờ câu hỏi cuối cùng trên bàn, ở dưới em hỏi nữa nghe. Chúng con được xem thầy giảng trên YouTube, thấy giọng nói và cử chỉ thầy rất thanh thản tự tại. Bạch thầy, trong cuộc sống thầy có gặp việc gì bất đắc ý hoặc nghịch cảnh không? Nếu có, thầy giải quyết như thế nào với tâm niệm vẫn an nhiên? Con hỏi câu hỏi thay cho nhiều Phật tử trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở bất như ý. Vì quý thầy khác người thường, có mối quan hệ với gia đình và xã hội, và sau đó thầy đã ngộ ra được điều gì? Xin thầy chia sẻ, chúc thầy sức khỏe và tăng tiến trên đường tu học. Và có một cái điều hỏi thầy đã ngộ ra được điều gì? Em ngộ ra một điều là cuộc đời này rất ngộ. Rất ngộ ở cái chỗ là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Có đôi khi mình tưới nước, muốn tưới cây hoa mà hoa nó chết ngắt, cỏ hoang nó mọc gió trời. Có đôi khi mình cố ý mình làm một việc này, một việc này không xong, một việc rắc rối nó lại đến. Thật ra chúng ta có cái danh từ là tự tại khác với tự do. Tự do nghĩa là khi ai đó nhốt mình, làm cho mình tức bội rồi mình muốn giải phóng cái việc đó, muốn giải thoát cái đó, mình nghĩ là mình phải ra khỏi cái chỗ đó mới tự do. Nhưng mà thực sự trong cuộc đời này á, nếu mình ngồi ở đâu mình không có tự tại là tự chỗ đó không có tự do. Vì tự tại là nội tâm, tự do là cái nghĩ của mình là mình thoát được chỗ đó mới tự tại. Có một ví dụ, hồi nhỏ mình hãy suy nghĩ như thế nào. Tôi 18 tuổi rồi, tôi khỏi rời khỏi cái gia đình rồi, rồi lúc đó tôi tự do. Phải vậy không? Vì nhỏ mình ở với cha mẹ mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi mà mình ra đúng 18 tuổi mình được ra riêng rồi á, mình có tự do không? Mình làm chậm là mình bị phạt liền. Cho nên rốt cuộc tự do là cái gì mà mình nghĩ tới thiệt sự ra. Cuộc sống này lúc nào cũng có luật, có lệ để nó ngăn chặn ở. Cái quan trọng là tự tại của ta. Mình ngồi ở đâu, mình làm cái việc gì nó khổ mà mình thấy bình thường. Ví dụ như bây giờ một người mang bệnh là khổ rồi, nghĩa là thân này bây giờ hết tự do rồi, không có ăn như ngày xưa nữa, không phải đi đứng nói cười như ngày xưa nữa, mà thân này mất tự do rồi. Nhưng mà tâm mình phải tự tại là vì mình hiểu được một điều rằng có thân phải khổ vì thân, có thân là phải có bệnh, có già, có thay đổi. Thành thử đó là một sự thật mình tự tại. Bệnh ở xứ Mỹ so ra với bệnh ở nước nghèo mình vẫn có phước hơn nhiều. Nghĩ tới đó thôi là tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó vẫn bình thường. Thành thử ra tự do là mình nghĩ rằng mình thoát ly được cái chỗ nào mới tự do. Nhưng mà thật sự ra mình không có được cái tâm tự tại thì chỗ nào mình cũng sẽ thấy có ràng buộc, bởi vì chỗ nào nó cũng có ràng buộc của nó. Có một ví dụ như bây giờ đó, mình sống với cha mẹ mình khó dễ với mình quá, mình muốn có chồng cho rồi để mình tự do. Ai ngờ đâu lọt qua bên kia cái gặp gia đình chồng. Nó nữ là cuộc sống mình đó, mình nghĩ là mình thoát chỗ này, mình tự do chỗ kia, mình tự do theo tâm lý của mình thôi. Rồi nếu mình tự tại nè, đúng rồi, đã nói là tiếng làm dâu mà, thật tự ra mình phải làm dâu thôi, ví dụ vậy. Cho nên tự tại là do lòng mình thoát ly được hoàn cảnh. Cho nên cái mình không bị cái hoàn cảnh nó sai sử, nó làm mình khổ là tự tại. Quý vị có thấy Ngài Quảng Độ có cái hình ở phía sau
là gì phải không? Có bộ râu phải không? Cái bộ râu của ngài đó, ngài làm bài thơ đó: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta buốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu có, khi buồn ta buốt có sao đâu. Là tôi tự tại là vậy. Ngài không có cái phương tiện phủi tóc, phủi râu, thì có bộ râu thì tự tại với bộ râu. Nếu mình nghĩ tôi mà không cạo đâu là chăng, bây giờ hoàn cảnh người ta không có cái gì để người ta phủi tóc phủi râu thì làm sao? Thì phải tự tại thôi. Có cái bà cụ đó, bà đi một bên qua tới đảo rồi, cái trong cái lưng quần bà còn được cột hột sòn nữa. Cái bà mặc mà tháo cái lưng quần mà nó trời ơi trời, còn có cột sao sống. Cái thì cái ông đứng dây bên đó, ở cái cầm quần xà lõn ra, nó trời ơi trời, tôi còn có cái quần xà lõn tôi sống vậy. Là cái người đó bây giờ một mình còn một cột, một mình còn một viên hột sòn, với là cái người mình đã chỉ còn có một cái quần xà lõn. Thì bây giờ ai khổ nghe. Vậy mà cái ông cái quần đùi không phải hạnh phúc, phải vậy không? Dạ, thôi thì Pháp Hòa giải thích trước để đại chúng thấy thế nào là tự do, thế nào là tự tại. Vậy thì hoàn cảnh khó khăn dẫn nhau không? Quý vị nghĩ người tu không gặp khó khăn à? Gặp còn nhiều hơn. Bây giờ quý vị có gặp đi nữa, bước quá phạm vi có vài người trong gia đình, mấy chục member trong gia đình, còn người tu là hàng ngàn người. Mà mình á, mình làm dâu á, còn có giờ ngủ à. Người tu là làm dâu on call 24/24. Nhưng mà tại sao không khổ? Là bởi vì mình đây là lý tưởng, đây là cái điều mình muốn. Cái gì mình muốn là không khổ, cái gì bị ép nó khổ. Thật ra cuộc sống mà khó khăn giống nhau hết á. Quý vị có bill phải trả, em cũng nhiều bill. Mình cũng phải ở xứ này không ai free cho mình cái gì hết á. Bây giờ mình vô cái tiệm ăn á, mà nó bán cho mình một cái burger mà mình muốn miếng cheese là 50 cent. Một cái fry là chỉ được một khách sắc, hai khách sắc, ví dụ muốn thêm là trả mấy chục cent để thêm bình khách sắc. Thì xứ này không có gì free. Thì cuộc sống đời này ở đây mọi việc nó là như vậy. Cái quan trọng là chúng ta biết mình đang ở đâu, và chúng ta tự tại với mọi việc mà chúng ta phải gặp. Cái cuối cùng, ông bà chỉ đọc bài thơ cũ cho đại chúng nghe: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ. Đại chúng nghĩ quý vị đang ngược gió, em chắc được xuôi gió. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Mình đang ở trong biển hết mà. Chẳng qua hãy bữa nào thuận với vui, nay thuận gió. Không được cái nay nghịch gió. Nhưng mà thuận nghịch thì cuối cùng ở trong biển khổ. Tự tại thì thoải mái. Thôi thưa đại chúng, coi như hôm nay là mình vượt chỉ tiêu. Thường là giảng có 2 tiếng, coi như bữa nay là 2 tiếng rưỡi. Thì đại chúng cũng đã chịu khó ngồi lâu như vậy. Thì thứ nhất là lâu lắm rồi Pháp Hòa mới được về đây. Và coi như là lần đầu tiên gặp đại chúng, cũng để gọi là mình gieo duyên, kết duyên với nhau trong Phật Pháp. Và có thể tối hôm nay hơi dài, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng tất cả mọi người đều hoàn thiện hết. Ngồi lâu mà không khổ thì gọi là tự tự tại. Còn nếu mà ngồi lâu thì không nói là tự tử. Trước này cũng đang làm nha. Thưa thầy, chuyện thứ nhất là con nghĩ ở đây rất là đông người, mà chắc ai cũng phải muốn chụp hình với thầy. Nên ra thầy xin cho tụi con một tấm hình chụp với tất cả mọi người, để thầy khỏi mất công chụp với 100 người.
Một cái câu phải hỏi là như vậy, A Di Đà Phật, con nghe rất là nhiều người xem thầy trên YouTube hoài thôi. Con xin nói cái này là lần đầu tiên con nghe, con thấy rất là thích. Nhưng mà bây giờ con xin thầy giảng dùm một cái này. Có người nghe thầy hoài thôi, nhưng mà vẫn còn la chồng hoài thôi, giờ thầy giảng dùm đi để con thâu lên đây để cho người đó nghe để họ ngộ. Dạ. Dạ. Ngu gì trả lời. Cổ nghe giảng hoài thôi mà cổ còn la chồng. Giờ mình giảng cho cổ nghe chứ cổ không la chồng, cổ la mình nha. Thôi kệ đi cô, cổ la chồng cổ còn hơn cổ la mình. Mà cổ la chồng người khác còn mệt mình hơn. Chồng cổ la. Và cái thứ hai nữa là ổng rất là tự tại khi được la. Ta bị la ta không khổ. Người bị la không khổ, người nghe la khổ theo. Vậy là mình khổ chứ không phải ông chịu khổ. Vậy là được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con thiết nghĩ đây là duyên ban đầu thầy dành cho chúng con, thời gian rất ngắn ngủi, chúng con còn rất nhiều câu hỏi, mong sao duyên mạng này vẫn còn tiếp tục hàng năm. Để thân và đệ tử chúng con hiểu nhiều hơn, củng cố đạo tâm, tin sâu lời Phật dạy, để làm hành trang tu tập, đem lại lợi ích thực sự cho cuộc sống hàng ngày được an lạc và hạnh phúc hơn. Và tiếp theo đây là lời tạ pháp của Pháp Hội trưởng Nguyên Đức. Dạ, con ngồi về Phật, sau đây là lời cũng là người chúng con thay mặt ngôi điều hành chư diệu đế Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, kính bạch quý chư tăng ni, thưa quý vị đồng hương Phật tử xem rằng thật là vui thay, là một duyên lành rất lớn mà chúng con tưởng chừng như khó mà có được. Chết chúng con được nhờ hồng phước của chư đức tôn đức tăng ni vẫn đau đại hoặc thượng tọa trước cả về chùa Diệu Đế cho buổi thuyết giảng Phật pháp hôm nay. Cứ thiết nghĩ là biết khi nào mà tỉnh được thầy Phúc Hòa về chống hiểu lắm Pensacola này, thật không ngờ được chứng tôn ngày hôm nay được nghe lời pháp nhũ của thầy làm vui như mở hồn. Xưa nay chúng con chỉ thấy thầy trên TV, Facebook, ai cũng tưởng là thầy Pháp Hòa là giảng trên Facebook, nhưng mà con nói đó là chỉ là một hiện thân của thầy thôi. Còn ngày hôm nay chính thức là thực thân của thầy. Ngày hôm nay chúng con thấy được bằng xương bằng thịt, đây mới là chính thân thật thân của thầy. Lời pháp hôm nay thầy giảng vô cùng xúc tích, ai ai cũng hoan hỉ trong niềm vui khởi kính. Chúng con xin đảnh lễ tri ân thầy, chúc thầy luôn sức khỏe trên Phật pháp truyền cao khắp trên thế giới. Và chúng con cũng xin cảm ơn cảm tạ quý thiên ni, quý thiện tri thức Phật tử sao rằng đã bỏ nhiều thì giờ về tham dự và thăm quan chùa Diệu Đế Pensacola nơi diễn sinh cấp đến của vùng Florida này. Hôm nay tiểu đau dông bão kéo tới dữ dội, nhưng thật may quá, trời Pensacola vẫn đẹp như thuở nào. Một lần nữa thay mặt ban điều hành chùa Diệu Đế xin tri ân cẩn tạ thượng tọa và chúc thượng tọa pháp thể kinh lan chúng sanh dị độ. Kính chúc liệt quý vị
thân tâm ngon lành, vận sự tốt đẹp, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.